Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đang giao dịch ở mức 43.000 đô la. Bitcoin đã trải qua đợt tăng giá đáng chú ý, hơn 15% trong 6 ngày đầu tháng 12. Sự gia tăng này phần lớn đến từ dự đoán SEC sắp phê duyệt Bitcoin ETF vào tháng 1 năm 2024. Tuy nhiên, cần xem xét đã nhiều lần bị từ chối ở mức 37.500 đô la và 38.500 đô trong nửa cuối tháng 11. Những lần từ chối này đã khiến các nhà giao dịch chuyên nghiệp, bao gồm cả các nhà tạo lập thị trường, đặt câu hỏi về sức mạnh của thị trường, đặc biệt là từ góc độ các số liệu phái sinh. Dữ liệu cho thấy hoạt động mua bán ngắn hạn Bitcoin của các trader hàng đầu ở mức thấp nhất trong 30 ngày. Mức tăng 7,6% của Bitcoin lên 37.900 đô la vào ngày 15 tháng 11 đã dẫn đến sự thất vọng khi phong trào rút lui hoàn toàn vào ngày hôm sau. Tương tự, từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11, giá Bitcoin giảm 5,3% sau khi mức kháng cự 37.500 đô la vẫn chưa thể phá vỡ. Mặc dù việc điều chỉnh là điều tự nhiên ngay cả trong các thị trường tăng giá, nhưng chúng giải thích tại sao các cá voi và nhà tạo lập thị trường lại tránh các vị thế mua có đòn bẩy trong những điều kiện không ổn định này. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù còn đến ngày tích cực trong suốt thời gian này, nhưng người mua sử dụng đòn bẩy dài hạn vẫn bị thanh lý mạnh mẽ, với tổng thiệt hại đáng kinh ngạc là 390 triệu đô la trong 5 ngày qua. Mặc dù phí bảo hiểm tương lai Bitcoin trên CME đã đạt mức cao nhất trong 2 năm, cho thấy nhu cầu cao đối với các vị thế mua, xu hướng này không nhất thiết áp dụng cho tất cả các sàn giao dịch và các nhà đầu tư. Trong một số trường hợp, các nhà giao dịch hàng đầu đã giảm tỷ lệ đòn bẩy mua và bán của họ xuống mức thấp nhất trong 30 ngày. Điều này cho thấy một phong trào chốt lời và giảm nhu cầu đặt cược tăng giá trên 40.000 đô la. Bằng cách hợp nhất các vị thế trên các hợp đồng tương lai vĩnh viễn và hàng quý, có thể hiểu rõ hơn về việc liệu các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang nghiêng về quan điểm tăng giá hay giảm giá. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12, các nhà giao dịch hàng đầu của OKX ưa chuộng các vị thế mua với tỷ lệ mạnh 3,8. Tuy nhiên, khi giá tăng lên trên 40.000 đô la, các vị thế mua đó đã bị đóng. Hiện tại, tỷ lệ ủng hộ việc bán khống là 38%, đánh dấu mức thấp nhất trong hơn 30 ngày. Sự thay đổi này cho thấy một số người chơi quan trọng đã rút lui khỏi đợt phục hồi hiện tại. Tuy nhiên, toàn bộ thị trường không chia sẻ tâm lý này. Các nhà giao dịch hàng đầu của Binance đã thể hiện một phong trào phản đối. Vào ngày 1 tháng 12, tỷ lệ mua của họ ưa thích là 16%, từ đó đã tăng lên vị trí 29% nghiêng về phía tăng giá. Tuy nhiên, việc các nhà giao dịch hàng đầu không đặt lệnh mua đòn bẩy là một dấu hiệu tích cực, xác nhận rằng đợt phục hồi chủ yếu được thúc đẩy bởi sự tích lũy trên thị trường giao ngay. Dữ liệu quyền chọn xác nhận rằng một số cá voi không mua trong đợt tăng giá này. Dữ liệu từ quyền chọn Bitcoin tại OKX cho thấy nhu cầu về quyền chọn bán ngày càng tăng so với quyền chọn mua. Điều này cho thấy những con cá voi và các nhà tạo lập thị trường có thể đã không được trước được đợt tăng giá. Tuy nhiên, các nhà giao dịch không đặt cược vào việc giá sẽ giảm, vì chỉ báo ủng hộ các quyền chọn mua về mặt khối lượng. Nhu cầu vượt quá về quyền chọn bán sẽ đẩy chỉ số này lên trên 1. Cuộc biểu tình của Bitcoin lên tới 44.000 đô la có vẻ lành mạnh vì không có đòn bẩy quá mức nào được triển khai. Tuy nhiên, một số người chơi quan trọng đã bị bất ngờ, giảm thời gian đòn bẩy dài của họ và đồng thời cho thấy nhu cầu về quyền chọn bán tăng lên. Vì giá Bitcoin vẫn mức trên 42.000 đô la, với dự đoán về việc phê duyệt Bitcoin ETF vào đầu tháng 1, nên động lực tăng giá gây áp lực lên những cá voi đã chọn không tham gia vào giai đoạn này ngày càng mạnh mẽ hơn. Và thông tin cuối cùng, đã có sự gia tăng đáng chú ý về khối lượng giao dịch của Ancoin. Dữ liệu từ Kaiko cho thấy xu hướng tăng đáng chú ý về thị phần của khối lượng giao dịch Ancoin kể từ tháng 10. Điều này ngụ ý sự tăng trưởng đáng kể trong giao dịch các Ancoin trong vài tháng qua. Theo đó, khối lượng đạt khoảng 67%. Trong cùng thời gian, Bitcoin và Ethereum có mức tăng lần lượt là 28% và 11%. Theo dữ liệu của CoinMarketCap, tổng khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua là khoảng 68,3 tỷ đô la tính đến thời điểm hiện tại. Khối lượng này đã giảm hơn 20%. Kiểm tra sâu hơn cho thấy tác động đáng kể đến tổng khối lượng thị trường từ các hoạt động giao dịch Bitcoin và Ethereum trong cùng một khung thời gian. Theo Sentiment, khối lượng Bitcoin là hơn 28 tỷ đô la. Phân tích biểu đồ cũng cho thấy khối lượng của nó là hơn 38 tỷ đô trong phiên giao dịch trước đó. Ngoài ra, khối lượng ETH đứng ở mức hơn 11,6 tỷ đô la, giảm so với hơn 12,7 tỷ đô trong phiên giao dịch gần nhất. Kết hợp khối lượng giao dịch của Bitcoin và ETH tính đến thời điểm hiện tại mang lại tổng cộng gần 40 tỷ đô la. Phân tích này chỉ ra rằng hơn một nửa tổng khối lượng giao dịch là do hai tài sản này. Sự tăng giá gần đây của Bitcoin và Ethereum đã dẫn đến sự thống trị ngày càng tăng của hai loại tiền điện tử này trên thị trường, làm lu mờ thị phần của Ancoin. Bitcoin hiện chiếm hơn 53% tổng vốn hóa thị trường crypto, trong khi đó ETH chiếm hơn 17% thị phần. Điều này ngụ ý rằng
thị phần kết hợp của Bitcoin và ETH vượt quá 70%. Còn coi còn lại chỉ chiếm 30% vốn hóa thị trường crypto. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.